Thế con này ra đây chỉ ngồi không thôi. Nước này có mùi gì lạ lạ nhỉ? Mùi lạ thật Thảo ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, tao biết ngay mà. Bảo sao thế mùi lạ lạ, khấm khấm tanh tanh. Ôi giời ơi, cái con này. Không sao đâu anh Hiếu ạ. Nãy giờ cái ca này em xẻo đâu đấy có chục lần thôi mà. Ôi ôi cái con này. Mày có thích lõm chán không? À, mày đi ra đồng mày không làm, mày suốt ngày mày ngồi không, mày cắm mặt vào cái điện thoại. Mày xem cái gì đấy? Ôi giời ơi, lại múc cả bang. Mày tối ngày mày cắm đầu vào cái điện thoại mày xem ăn uống mày không chán à? Em không. Em không được ăn thì em phải xem thôi chứ. Mà anh Hiếu ơi, ước gì bây giờ mình được ăn trứng cá tẩm muối này, cua hoàng đế này, sần cừu dắt vàng. Ôi ôi, tốt biết mấy nhỉ. Nghĩ mà thèm. Mày nói buồn cười. Nhà mình ngày nào chả ăn xuân nào hại vị à? Ăn đứt mấy cái món mà mày hay xem nhá. Nào là trưa nay ăn cái gì nhỉ? Mây trắng vườn hồng, Thái Dương hạ Vân San. Đấy. Xong rồi là cái gì? Đại cái gì? Rồng xanh vượt đại dương. Đấy. Ăn uống xong xuôi nhá, mình tráng miệng bằng cái món gọi là Lệ Thủy Dạ Minh Châu. Đấy. Toàn món ngon đấy. Đâu anh, trước đây nhà mình ăn là canh trứng cà chua này, trứng luộc chấm mắm này, với lại rau muống luộc, còn tráng miệng bằng chế độ đen nữa. Cái món anh nói là nhà ai ăn đấy chứ. Thì đấy đúng rồi. Thế canh trứng cà chua thì trứng chả trắng, cà chua nấu ra chả hồng, mây trắng vườn hồng còn gì nữa. Thế mấy cái món kia cũng không phải à? Vớ vẩn chả biết cái giống gì. Mà thôi nhá, không mất thời gian, xuống tưới nốt rau đi để còn về. Nhưng mà anh Hiếu ơi, em vẫn muốn ăn một cái món gì đấy nó phải chấn động cơ. Thế á? Thế mày có thích ăn tao cốc cho mày phát vào đầu cho mày chấn động luôn cả cái đầu mày bây giờ, mày có thích ăn không? Ôi em không. Vô có đây. Làm nhanh lên đi, xong rồi tí đi qua cái mương kia tao bắt cua về, xong tao nấu bún riêu cua cho mày ăn. Hiểu không? Làm nhanh lên. Thế có muốn ăn không? Ăn không mồm đâu. Mồm. Ơi, con này đâu rồi? Chị Quỳnh ơi, vị nó thế nào? Ngon không chị? Chua hay là mặn hay là ngọt ạ? Ngon, ngọt, bùi, cay cay vị mù tạt nữa. Quá ngọt. Sao chị không ăn ở nhà đi lại còn mang ra đây ăn thế ạ? Trông rõ là thèm ạ. Chị tao thích thôi. Ngọt quá. Tô. Anh Hiếu, chị Quỳnh có cái món giống y trên mạng mà em hay xem này. Tao cho cái vỏ về làm kỷ niệm. Hôm nào tao có cái gì ngon ngon tao lại mang ra ăn cho mày xem nhé. Em xin. Cái con kia, mày ác nó vừa phải thôi chứ. Mày biết anh em tao nhà không có điều kiện. Em tao thì nó hấu ăn, mày lại mang đồ ăn sang đây mày nhem nhem nó. Sao mày đầu mày nghĩ kiểu gì đấy hả? Lần sau mày vác về nhà mày ăn một mình nhá. Ừ hay cái thằng này. Chỗ này mát thì tao ra tao ngồi tao ăn thôi. Em mày nó ra nó ngồi nó nhìn tao đấy chứ. Mà có phải đất nhà mày đâu mà mày cấm tao. Thảo ơi, chị về nhá. Hôm sau có cái gì ngon thì chị lại mang ra chị ăn cho nhìn nhá. Về đây. Tổ đến thế là cùng đùa mày. Con kia mày cứ đợi đấy. À đây rồi. Nay cho bọn tao đi đâu đấy mà hẹn bọn tao ở đây? Chắc là vào rừng hái nấm mà Hiếu. Không. Hôm nay chúng ta sẽ vào rừng đi săn khủng long. Cái gì? Vào rừng
bắt khủng long để về nấu anh Hiếu. Ờ, hôm nay nhá, anh sẽ cho mày ăn thịt khủng long xịn gấp 100 lần những cái món mà mày hay xem, xịn gấp 1.000 lần mấy cái món, cái món gì, cái món sushi của cái Quỳnh. Ai nhắc Quỳnh đấy, có Quỳnh đây. Hello. Xin lỗi đã khấn đến bạn để bạn phải hiện hồn. Bạn Hiếu này, bạn bè với nhau ai lại nói thế? Thế à? Thì cũng giống như cái cách mà bạn nhem nhem đổ ăn con em tôi thôi. Ê, chơi gì nhỉ? Ô, chúng mày đi hái nấm à? Không, Hiếu bảo là vào rừng săn khủng long đấy. Gì? Khủng long á? Đảo lao cơ mà, làm gì? Mày không đi thì thôi, tao có ép mày đâu nhá. Tao biết là mày không thích nên tao có rủ mày đâu. Ai bảo là tao không thích nhá. Không có chị Đại làm sao chúng mày đi được. Tao sẽ dẫn được. Đi. Tiên sư anh... mày đừng đấy nghĩa trang. À, đây, tiền này. Đi. Khẩn trương, tao dẫn đường. Hiếu ơi. Cái rừng này là cái rừng sau làng mình mà, lấy đâu ra khủng long? Có. Hôm trước tao vào đây tao nhặt củi nha, thấy nó gầm gừ cơ. Nhưng mà lúc đấy vội về quá nên chưa bắt được. Thôi bây giờ như này đi, chúng mày chia nhau ra tìm cho nó nhanh. Tìm giúp tao dưa, chuột, xoài, cóc, rau răm. Còn để tao đi tìm trứng chim. Vâng, thế để em đi với anh. Thôi tao xin, tao cảm ơn nhá. Mày đi tìm cùng chúng nó đi cho nhanh, đông người vẫn nhanh hơn đấy. Thế nhá, để tao đi tìm. Thôi rồi, đi rồi chúng mày. Nhớ là phải bám sát vào nhau ấy, không là lạc nhau là khổ lắm ấy. Ơ, hình như bên này có cây xoài ấy. Ờ, đi đi. Đâu, xoài đâu? Đây. Ê, sao anh Hiếu lâu về thế mọi người nhỉ? Chả biết là có bắt được khủng long hay không nữa. Ơ, hình như Hiếu về ấy. Bất ngờ chưa? Mày bị rồ à? Không đi hái quả cùng bọn tao trốn đi đâu? Hả? À? Trốn đi ngủ đúng không? No no. Tao vừa đi nhá, và tao phát hiện ra một bí mật. Muốn nghe không? Ê chúng mày ơi! Đây rồi. Tao bắt được khủng long. Tao thịt luôn. Tao mang về đây này. Dơm à mày? Thì dơm thế nhưng mà thịt khủng long tao gói bên trong ấy. Anh Hiếu ơi, thế sao không cầm cả con khủng long về nướng cho nó ngon? Thì lúc tao bẫy được nha thì nó bị thương nên là tao phải thịt luôn, không cả nhỡ mà nó chết cho đấy rồi ăn thịt nó không ngon, thì không phải bó vào đây cho nó tươi, nó như kiểu con gà dù ấy, trước lúc nó chết thì mình phải thịt luôn đi còn ăn được, chứ bây giờ gà dù mà để chết rồi nha, tiết nó đông lại thì nó đen xì ăn nó hỏng có vô. À này, ra mình bảo đi, ra đây cho đi. Gì đấy? Nãy nha, mình đi theo một người. Đang đi chơi tự dưng lại chạy về. Không đập lợn lấy tiền đi chơi net hay sao nhỉ? Cháu gửi ạ. Ờ, chó mày chả má. Nhà ai chả xích nó vào. Chú Đạt ơi, cháu hỏi tí. Gì đấy? Chú ấy, thằng Hiếu nó vừa mua cái gì của chú đấy ạ? À, ché, ché dơm của Bình Định ấy. Ơ, ché hả chú? Ơ, thế cái đấy nó làm bằng cái gì hả chú? Thịt lợn. Thịt lợn ạ? À, thằng cu này. Cháu cảm ơn đấy, cháu đi đấy ạ. Giờ mà tao nói với con em mày đây là thịt lợn chứ không phải thịt khủng long thì... Im mồm, tao đấm vào cái lỗ mồm mày bây giờ đấy. Nào, mồm mày khắm. Mày nói đi, mày muốn gì? Chả có gì.
Mày tí nấu xong rồi cho tao ăn nhiều nhiều một tí, xong rồi kèm một ít mang về là được. Ừ. Sao? Đồng ý không? Tháo ơi. Sao? À, đồng ý. Là, chị Kinh bảo gì em đấy? À, chị định bảo là nãy thằng Hiếu nó bắt được khủng long ách lắm. Thôi bây giờ mình đi nấu đi cho thịt thịt nó còn tươi nha. Vâng, đi thôi mọi người ơi. Đi. Được ăn thịt khủng long. Anh Hiếu em quý anh nhất. Quý anh nhất. Tao quý nhất mà. Rồi, đủ rồi đấy. Bây giờ ấy, tao sẽ làm cho chúng mày ăn món thịt khủng long trộn hỗn loạn đấy. Ừ, sao lại là trộn hỗn loạn? Thì tất cả những cái này mình trộn loạn lên ấy, thì là hỗn loạn. Ừ. Thế gọi là nộm cho nhanh thì lại còn trộn hỗn loạn. Tao thích hỗn loạn đấy, kệ tao. Nộm. Rồi, giờ bắt đầu làm nhá. Đấy, chúng ta sẽ chuẩn bị một cái thau hoặc một cái bát to đi. Đấy, đeo găng tay vào trộn cho nó dễ. Đấy, phải thế mới đảm bảo vệ sinh chứ. Đầu tiên ấy, ta bỏ quả xoài. Đấy. Cho dưa chuột nữa bỏ hoài không thôi. Tiếp đến cho cốc xong rồi. Đấy. Đấy. Nem chua vào nữa. Được rồi, quá tay. Tiếp tục cho đến cái này. Nhanh lên hỡi mấy bàn tay hay lười. Đấy. Cái này thịt ngọt điểm 10, ăn xong nhớ mãi nụ cười. Xem nhá. Rồi, bây giờ nhá, cho cái này vào đây. Đấy, sau đó thì tiêu muối đường đổ vào, vắt cuốt và trộn đều lên nhá. Anh Hiếu ơi, thịt khủng long hỗn loạn trông giống bánh tráng trộn phết anh nhỉ? Công nhận, chắc là ngon lắm đấy. Nhiều topping đến kia cơ mà. Cuối cùng, mình sẽ đổ rau răm vào và trộn đều lên nhá. Hiếu ơi, cậu trộn nhẹ thôi, kẻo rách găng tay, nó bẩn. Được rồi, qua wow. Rồi, sắp được ăn rồi đấy, đấy, đều rồi. Bây giờ nhá, chúng ta sẽ cho là hành khô này, tỏi khô rồi này, đây là lạc rang này, đấy, tỏi tươi và ớt tươi này, rồi là trứng cút, cho vào trộn đều lên nhé. Ngon chưa? À. Ngon. Hiếu ơi, thế món này ăn như thế nào? Đấy, nhìn ta làm mẫu nhá. Ôi trời, nãy giờ chẳng dám nói gì, sợ xẻo hết cả dãi. Ăn đi, ăn đi chúng mày. Ăn đi. Ôi, xem nào. Ngon lắm ấy. Ôi dồi ôi. Chế trộn đặc sản Bình Định ngon thật đấy. À quên. Thịt khủng long ngon lắm. Thảo, ăn đi Thảo. Ăn đi. Vâng, để em ăn thử. Chính ra nhá, anh em mình hơi bị oách đấy. Mấy cái clip mukbang mà em hay xem trên mạng ấy, còn chưa có ai ăn thịt khủng long bao giờ đâu đấy. À, để em đăng lên mạng. Đăng lên Facebook luôn. Ôi. Này, mày cứ Facebook đi nha. Mày chỉ cần đăng thêm cái nữa, chụp thêm cái ảnh nữa thôi. Bọn này nó chuyển từ chế độ ăn sang chế độ sốc. Sốc như sốc cắm lợn bây giờ đấy. Đây, em ăn luôn. Úi dồi, đúng là thịt khủng long có khác. Ngon hơn hẳn thịt lợn mọi người ạ.
Ngon quá. Dai dai, sật sật. Cộng với lại chua cay mặn ngọt. Thịt khủng làm ngon thế này bảo sao, là tuyệt chủng. Tuyệt chủng sao có cho mày ăn đấy. còn sót lại mỗi con này đây. Mỗi một con. Ước gì ngày nào em cũng được ăn thịt khủng long chứ không phải là ăn thịt lợn. ăn đi. Ăn đi hết bây giờ, ăn đi. Ăn đi. Ăn nhanh một hết rồi. Đó ăn hết bây giờ này. Ê, Hiếu. Nhớ gì à? Thảo ơi. Thảo ơi. Ô. Con này lại trốn đi chơi rồi. Nhanh thật đấy. Anh Hiếu ơi. Đây rồi. Anh Hiếu ơi, em bảo có người gửi quà cho anh này. Ô. Lợn đất à? Đưa xem nào. Ô, có cả tiền nữa này. Ai gửi cho tao đấy? Có một cô tiên, xinh ơi là xinh, tốt bụng ơi là tốt bụng, tóc dài, đen, mượt, áo trắng, quần xám tặng cho anh đấy. Này, mày bị ngáo à? Mày bị ảo à? Hả? Thời này làm gì có tiên? Mà mày trả tiên tiền kiểu gì mà trông hệt mày đây? Em chính là cô tiên trong ngôi nhà của mình đây. Cô tiên Thảo Thánh Thiện tặng cho anh trai một con lợn đất có chứa tiền tiết kiệm của mình. Cảm ơn anh trai vì đã thương em, thấy em thèm thuồng, bị người ta nhem nhem tội nghiệp nên đã làm món chế trộn ngon ngất người cho em ăn. Ồ. Thảo Tô, sao mày biết? Em hết tổ rồi mà, không biết mới lạ. Bình luận của anh Long Tổ. Đúng là cái con Thảo Tổ, đây là chế trộn đặc sản Bình Định, lấy đâu ra thịt khủng long? Ơ. Là sao nhỉ? Rõ ràng đấy là món chế trộn. Chính mắt tao nhìn thấy thằng Hiếu đập lợn xong rồi chạy ra quán tạp hóa nhà chú Đạt đấy để mua cho cái Thảo mà. Làm gì có chuyện thịt khủng long ở đây. Chính ra nhá, thằng Hiếu ấy chiều em số 2, không ai số 1 chúng mày nhỉ. Mỗi tội là hay cốc đầu cái Thảo quá. Đầm giá nó tổ, nói gì nó cũng tin. Chế đặc sản Bình Định. Ô, đúng rồi này. Chính ra anh nhiều tiền tiết kiệm phết đấy nhỉ. Sáng nào cũng ăn cơm nguội để dành tiền tiết kiệm nó lo chẳng nhiều hả? Mà sao? Mà mày thấy anh mày tốt chưa? Anh mày tuyệt vời chưa? Thế mà lúc nào cũng ngoạc cái mồm ra. Em nhận ra rồi, từ giờ em sẽ ngoan ngoãn chăm chỉ để không phụ lòng anh. Thôi được rồi, đi cọ trùng lợn đi nhá. Anh đi đá bóng. Thôi em không cọ trùng lợn đâu, con lợn nái nó cứ lườm em ạ. Ồ. Mày vừa bảo chăm chỉ ngoan ngoãn xong, bây giờ mày lại thế hả? Không phải, nãy em nói thiếu, em sẽ làm hết trừ cọ chuồng lợn. Thế đi tắm cho con lu đi, tao đi đá bóng. Không, em quên mất, trừ cọ chuồng lợn với lại tắm cho con lu. Vì con lu lúc tắm cho nó hay vẩy nước lung tung lắm, em sợ lây ghẻ lên người em thì chết. Trừ có mỗi việc hai việc đấy thôi, còn lại anh bảo gì cũng làm. Thôi được rồi. Thế thì mày ra cuốc vườn đi, chỗ gốc cái roi ấy. Ui, trừ thêm việc đấy nữa anh Hiếu ạ. Ở gốc roi nhiều xô gió lắm. Thế bây giờ tóm lại là mày làm được việc gì? Việc gì cũng được, nhưng mà trừ ba cái việc trên. Thế mày đi nấu cám đi. Em sợ nồi cám đổ vào chân. Thế đi ra chân. Mình em thì không bắt được hết nước. Thế đi tưới lan đi. Tay em nóng, tưới lần nào chết lần đấy còn gì. Thế mày làm được việc gì? Làm được hết, trừ mấy việc trên. Mày chả treo à? Hả? Đi ra vườn cuốc roi đi. Em không biết cuốc, sợ cuốc vào chân. Ai là cái con này? Thế đi. Ôi giời ơi.